đâu có mơ được. Trời. Ủa cái đó là gì cho nó đỏ đỏ hả? Cho đẹp đẹp lên luôn mà. Rồi, rồi có gì kem không? Có hay vậy? Chét vô luôn. Luôn có học. Có. Cái này để tự Thanh làm luôn thử coi. Còn làm không được, cũng làm xấu. Dạ. Tha cho ngoài mà không đi hả chị ba? Thấy không? Sáng ngày tha mấy lần rồi? Bốn lần rồi. Bốn lần rồi. Ôi sao sao chắc làm gì hết luôn. Cho đẹp nó mới học mới rồi. Ba em kêu sao không lấy một bữa mà. Quá hậu luôn rồi. Trời, đừng dảnh đừng chu. Chu xấu cái gì ba? Thôi rồi chu mở rồi. Chơi thêm một cái bộ đồ đỏ chót luôn. Ừ. Đầm chứ không phải đồ. Đầm hả? Đầm. Đầm nghe nghe đầm chứ không phải đồ. Đầm. Đồ khác nữa. Đứng lên. Rồi, chu mở ra. Rồi kem có kem không? Chắc kem giúp chứ không? Hay là khỏi kem? Mấy con đẹp tự nhiên giống nhiệm ơi. Chị Thảnh này nhiều hot girl luôn hả? Hot girl. Chụp cái mỏ kìa. Hết gần. Làm đẹp vậy mà đi có lỡ ông nào để ý rồi sao? Ông nào? Có ông nào để ý? Ông nào đẹp trai để ý rồi sao? Bính già nhung. Để ý về ông Dũng ghen à. Dũng đâu? Đi căn đồ à. Căn đồ. Trai rồi anh ơi. Trai rồi anh ơi. Trai rồi. Nhắm mắt lại anh dễ cho đỏ lên đẹp. Đây nhắm cái gì nè. Ngủ. Ừ, em ơi. Ủa, vậy là màu đỏ lon đẩy hết mặt luôn rồi, đỏ hết rồi. Nó đẹp mà, kêu sao đồng lấy một bữa mà. Em nói lấy thửa gái nước này vô giống chơi. Đó. Ôi, đẹp biết à. Trời, đẹp lắm. Rồi đó, đẹp nó đi được chưa? Này ngước ra, ngước ra. Đẹp bằng tay, em nói, thấy không nè. Hôm qua là đi làm đẹp này hết luôn á. Ngước ra, Thanh. Rồi. Ôi, ôi. Chu mỏ. Chu mỏ luôn. Thằng ăn nè. Cúng cho kìa. Không gì cho đó. Không khỏi cúng này không cúng. Cúng đi. Ăn đi. Bỏ vô tủ lạnh mình con đi. Bỏ vô tủ con đi chứ. Cảm ơn. Bỏ vô đi. Ăn luôn đi. Ai coi con bập nữa kìa. Nghe, thôi ăn này đi. Đẹp rồi đó. Wow. Có kem không? Lấy kem trắng trắng nhét vô. Ngõ kìa. Không hiểu kem. Dạ. Chị Thanh, quay đây nè. Đó. Đẹp rồi đó. Đẹp trang sờ ven luôn rồi. Quá đẹp luôn. Đi chơi thôi mà làm lỏng lẫy vậy ai chưa nói. Quá đẹp. Nhìn nó ra luôn. Phải Thanh đúng không ta? Nhìn nó biết phải ai. Đâu đứng dậy sang vòng coi. Đứng dậy sang vòng coi. Rồi quay vòng coi. Quay coi. Ừ. Múa luôn. Bắt nhạc múa nha. Nghe chồng ơi. Ừ, lúc. Hay say, đằng sau, quay. Ôi, cái gì hả? Nhiều hả, đếm coi. Ôi, quá trời. Nhiều hả? Nhiều hả? Ờ, nữa hả? Rồi, cho giữ hả? Sợi gì vậy? Sợi gì hết? Sợi sao hết? Ờ, tỷ phú luôn rồi. Rồi, này hồi đi chơi luôn. Ờ, điếm bao nhiêu? Điếm đầu đi. Rồi, điếm bao mấy tờ? Rồi, nhiều quá, mấy chục triệu luôn rồi. Làm sao, 7, 8, 10. Ôi, điếm cho. 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 1, 2, 3, điếm nữa. 20 tờ. Ờ, điếm lại cái nữa coi. Ôi, tỷ phú. Rồi, Thanh làm tỷ phú rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đứng hoài sao không hết luôn rồi, quá này nhiều rồi. 9, 10, 2, 15, 4, riếp 15, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 22 luôn, nhiệm không đi mất. Nhiều quá, lát xin chị Thanh bớt à. Đúng rồi, chị bớt. Trò nhóc. Để cho xin giả tờ. Ăn gì? Ăn chưa? Ăn gì? Ăn cơm đồ. Cơm không? Ừ. Bớt cơm đi ăn. Mấy cơm cho anh. Ừ, cho mấy cho. Nè, cho anh nè. Cho anh tắm đi. Cho tắm nè. Ủa, một tắm mà lấy gì, nhiều tắm mà lấy. Cho anh tắm đi. Nhiều tắm mới chịu ha. Cho mấy tắm.
nhiều tấm mới chịu ha. Phân nửa đi, phân nửa được không? Hai. Thôi ít không lấy. Không lấy. Đề tự ái cao lắm. Nhiễm. Không lấy gì thôi. Cho nhiễm nhiều. Đâu? Tôi nhiều quá đếm không được rồi. Cho nhiều lắm hả? Ngắt đại đi. Chị đi, chị cho quá nhiều rồi đếm hết rồi chị. Biếu rồi. Đâu sao? Rồi rồi sao? Ngắt đại đi. Ngắt khúc lại chị bài. Khúc đại cho nhiễm khúc đi. Ừ. Ông nào ơi biếm nhiều rồi. Được. Rồi quýu rồi, đại gia rồi. Ngắt đại nhiêu đi. Yeah. Đây. Rồi thảo. Ủa sao kỳ vậy? Ủa cho rồi kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Ủa không. Ủa hả? Ủa. Có cho em không? Ủa. Thảo. Cho em nữa rồi. Ủa. Thảo. Cho em đi coi chị ba. Ủa. Cho em về tắm rồi. Ủa. Ủa. Cho em về tắm rồi chị ba. Quá nhiều tiền. Cho em cái gì? Tiểu luôn. Quá nhiều tiểu. Chú Cường xin đờ, chú Cường xin đờ. Cho Cường ra. Cường ra. Không được rồi chú Cường ơi. Cho em xin đờ đi. Nhiều quá. Nhiều quá, cho đi phần nửa đi. Cho phần nửa đi chị. Chị Thanh. Nhiều quá đấy, không được rồi chị ơi. Trời ơi khóc luôn rồi. Thành đã da luôn rồi. Rồi giàu luôn rồi, chiếc này mua vô tay luôn. Rồi. Chiếc này mua vàng đeo luôn đã luôn, quá nhiều luôn. Đi mua vàng xi măng đeo đi. Sao đi mua vàng đeo hay sao? Nhiều quá rồi. Rồi xúc động, hồi đó giờ có cầm tiền nhiều gì không? Không. Rồi. Đỏ không mày mấy chị á. Điếm đi. Em thâm bụt ra đi. Hay là điếm lại nó có nhiêu? Không đủ thôi mà. 500 triệu đó. Quá, cầm không điếm không được. 500 triệu đó. Cầm nhiều quá điếm không được. Rồi. Có vốn rồi. Có vốn rồi đó. Tết này là giàu to. Tết này rồi đi giàu to luôn nè. Tết này con mua đồ chơi giả luôn. Trời ơi. Mua đàm bắn đâu. Trời ơi. Để mua sữa cho mấy tiền. Sữa còn tắm tập mình để mấy tiền. Cái áo đẹp quá Tâm ơi. Chiếu luôn. Cái này mua đầm chứ không phải áo. Cái này cái đầm hay áo? Đúng rồi. Đầm. Tết là sắm thêm mấy bộ này nữa. Một đống luôn á. Một đống. Tủ con nhóc à. Giờ có nhiều không? Mấy bộ. Tủ kìa. Rồi bận đi, con bận đi chơi cho. Quá chừng luôn. Đẹp. Điếm lại còn nhiêu vậy? Ôi, có trái cây nữa kìa, lấy trái cây ăn đi. Trời, đâu ăn đi ba. Lấy trái cây. Vậy đây mời bây giờ chú ăn đi. Ừ. Trong đây. Đi ăn. Lấy cái đi. Lấy tiền này đi ăn. Ai trả tiền? Ủa sao kìa, mình có tiền mình không bao. Đi giúp con trả cho. Ừ. Không bao nhập. Chưa bao nhập. Em nói nghe nè, cái tay sao rồi, dở cái tay lên cái coi. Coi 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 còn nhích thẹo không? Mình đi ba dở, dở vô chú ba rồi. Lâu dở từ từ coi. Đau đau. Ừ, còn chứ. Cái này mua cái gì sức cho nó. Ô, thôi, liền anh lôi lên liền luôn rồi. Ừ, vậy là mình ăn tôm được rồi đó. Ăn được không? Cắt rồi. Qua sẩm xác cắt rồi. Gặp chơi chứ ăn tôm gì được. Ăn nó ngồi. Tôm còn yếu. Còn yếu. Nhưng mà bà thẳng tay rồi, cầm chúng rồi này. Cầu cầm không được. Mấy bên này có đi câu không? Không. Vậy hả? Đi hoài xác luôn. Dính con cá gì không nổi luôn hả? Để xác ngày luôn. Vậy mà còn dính cá dồ với cá chê đó nữa. Dính cầu bình dính cái phà của lo Thảo đó. Vậy hả? Ừ, dính cao quá trời bự luôn. Mà bây giờ thành đại gia chưa? Lột cơ lội ruột luôn. Rồi ruột luôn. Dính cá dồ lên lội ruột luôn. Quá tiền luôn rồi mấy cha ơi, rồi sao giờ? Chia bớt đi là mà Thanh. Chia bớt là chị bơi. Chia cho là Tâm nè. Ồ ngồi gì hả? Dạ. Ăn mì tôm hay bánh mì? Chút dấm đi ăn lẩu. Lẩu à? Lẩu gì? Lẩu gì? Lẩu dê. Lẩu dê. Ồ. Kê. Quá dữ luôn rồi. Bao luôn. Bao ai? Chị. Bao chứ nhẹm với chú Tâm. Nhìn có bao không? Bao luôn chứ. Chị bao luôn. Ai trả tiền? Con trả cho. Thôi được rồi, câu này được nè. Đủ chứ. Trời ơi. Rồi, tôi tiền nhiều lắm. Tôi tiền nhiều lắm. Muốn có nhiều thì cho nhiều. Có nhiều lấy nhiều à. Ăn đi Thanh. Kè sao mà. Đây, ăn đi. Phải chưa? Thôi mời chú ăn đi, mời chú với chị ăn đi. Ăn đi chú. Ăn đi chú. Ăn đi. Em ăn cái gì ăn ngọt? Tinh. Tâm. Tâm. Tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm. Mà tâm gì bị danh tâm gì? Ồ, tâm ngọt. Ăn nhậu chậm. À, cảm ơn. Ăn đi với Tâm. Ờ, cảm ơn nha. Ăn đi. Ăn thôi trước đi. Ăn đi. Chưa ăn trước đi. Nè. Rồi, chờ bụng lát ăn lẩu. Chờ bụng lát ăn lẩu. Ăn lẩu hả? Ừ, đúng rồi. Mời nè. Vậy, ăn dịch đi, ăn đi. Chị mua cái thằng ăn cho chàng. Ăn cho Thanh vui. Cho ăn đi. Ăn cho Thanh vui. Nhẹ ăn đi nhẹ. Rồi, chứ nhẹ đem về luôn, một miếng luôn đó. Nhẹ mà đem về mặt trời luôn. Nhẹ ăn. Rồi, đem về luôn rồi, Thanh kêu nghe. Tới Thảo đâu? Thảo đâu?
6, anh đặt. Cảm ơn chị ba nha. Dạ chị, hết mùa. Mời tắm chưa, mời tắm chưa? Mời rồi, mời rồi, mời rồi. Mời rồi hả? Ăn chú tập. À, vậy rồi, quất vô. Ở mình ăn rồi nó trôi son rồi sao? Cho tha lại. Tại giao mà. Bữa nào mua, mua ấy đi. Bữa nào mua thêm hộp kem á, trắng trắng xích vô. Không chịu xích kem anh Diễm ơi. Dạ. Không, anh không chịu xích kem. Không mà lo hay ha. Chát vậy mà lên ba hai cái mí cũng nổ nổ. Hôm qua đổ đèn rồi, chạy 15 gram kia ăn mấy kia làm sao không? Dạ. Long ơi Long, mày qua mày cút lại giùm tao coi. Ơi, gì đó hả? Em ơi, ông trời em đang chớp, đến sáng em tút cho. Chịu tắt. Con Long mày tút lại giùm tao coi. Giùm tao coi. Ông gái, ông giả Việt Kiều, ông gẹo, anh thấy bất cần lắm vậy em ơi. Dạ, giả Việt Kiều đó hả? Nói rồi, vô nói tiếng Việt Kiều, xíu luôn. Mấy chị chơi mấy tờ hai đô đó, nó dành đó, anh em ra bóc rồi cọc tiền đô ra. Nó phát hiện không? Có phát hiện không? Không biết. Đeo, để mình kiếm vô. Vô kiếm vô, về dẫn đi ăn luôn. Ừ. Bữa ngồi đây nè, bắt đầu cái nón mỏ đầm bông rồi, đeo nó sắc cười xỉu rồi. Phải mặc đồ đầm. Ủa bây giờ đi ra thừa làm gì vậy? Rồi. Làm bánh ăn không? Cho chủ nhiệm đi theo không? Đi xe chủ nhiệm. Cho đi không? Hả? Cho đi không? Chú Tâm đi xe của chú Tâm kìa. Em đâu có xe đâu, hôm nay em đi xe máy mà. Đi xe máy luôn hả? Ừ, đi xe máy. Xe kia thì gửi quanh dẹp. Đây đi xe máy đi theo. Xe rồi xe tao gửi bát như vậy. Có xe hơi mới đi theo. Có chú nhiệm có mày, xe hơi đó. Người chú nhiệm có xe hơi đó. Đưa con đi học á. Càng bài đi. Bóng cô không? Bóng cô không? Em hỏi cái gì la dữ vậy? Là đợi cô ba về. Là đợi thừa mà. Là đợi thừa ra mà. Đi ăn hồng đói rồi. Đói hả? Dạ, đói rồi. Đói dữ không? Đói bụng mày. Đói bụng dữ lắm hả? Hai mắt đợi thừa chạy mãi. Mà giờ mới thừa có làm bánh sẵn vô nè. Bụng không, mình ăn lẩu cũng ăn bánh vậy. Dạ. Rồi, bụng mắt gì luôn. Lẩu mới ăn bánh sao? Mắt thằng bại mà. Nhìn chú nhiệm gõ không? Gõ. Gõ hả? Ờ, mày nó kéo chưa? Nó làm đen, nó màu, nó không được đen. Quá tẩy mặt. Thôi vậy hả? Mà kể chú nhiệm nghe coi, nãy cậu ba làm gì kìa? Có tiện rồi đi tẩy mặt, đồng đẹp. Nãy cậu ba làm gì? Chú nhiệm bên đây con mình đi làm đẹp. Nó nghe coi, nãy cậu ba làm gì? Làm gì? Cậu ba hôn không? Không có chữ đâu, cậu ba đi rồi, anh đây không ai nói lại đâu. Bây giờ cậu ba đi rồi. Anh có đi rồi. Trời ơi, nó chỉ nghiệm nhiều chuyện. Ai vậy vậy? Không ai? Có nhiều chuyện đâu. Vợ của ông ta nói làm gì? Vợ của ông ta là gia đình chồng của ông ta đó, nói làm gì đó. Mẹ này, vợ anh Dũng này. Mai chồng tôi làm gì cả, ta không vậy. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu to. Hiểu rồi. Hiểu to. Vậy là hung nè. Hiểu to. Hiểu rồi. Em hỏi có đồng phòng không? Có nói sao biết không? Hai chồng tôi không có. Có, tôi không nói cho bà nghe. Nói cho bà nghe là bà đi học mà nhiều chuyện. Hai chồng tôi đúng nói chuyện ha. Hai chồng tôi không có nhiều chuyện đâu à. Ừ. Hai chồng gì chuyện đâu. Có em ghe. Có bà nhiều chuyện á. Nói bà Long nhiều chuyện á. Chuyện của ai cũng nói dần á. Vậy hả? Mà nãy cậu ba làm gì kìa? Nghe la là kìa. Cậu ba làm gì? Chuyện đó nhắc chi ha. Nhắc gì? Ai cái đây? Có người ta nói chị. Chuyện của vợ chồng nói tôi. Nói đang bà về qua làm cường nói như vậy. Trời ơi. Nói em gì? Em cường phải không? Ừ. Mà nói ra cái bà về bà dê em cường đi rồi thấy mồ luôn. Bỏ cái bà cho bà ở luôn. Bỏ bà cho chị ở luôn á. Vậy là nói mấy công mất trước không? Trước. Vậy là mình giấu đừng nói không? Mất trước bây giờ mà làm đi rồi thấy liền. Chuyện vợ chồng ta hỏi chi ha? Vợ không. Chồng của tôi rồi rồi vợ chồng tôi đừng ai nói vô qua trơn á. Đừng ai nói vô, đừng ai nói ra. Nói cái này về làm thế ta chứ. Nói chồng tôi. Nói dẹo chơi thôi nha. Trời ơi. Dẹo chơi thôi nha. Đừng làm thiệt nha. Không có giận nha. Không được giận nha. Về làm thiệt rồi nha bà. Nó ghẹo chơi nha. Cái chuyện này làm hết.
về nhậu chơi nha, chứ đâu con nói nhậu chơi nha. Anh, anh nói trời. Anh ơi, coi chừng Thảo nè. Sợ chồng chị bà, sợ chồng khúc lắm. Sợ chồng khúc lắm, chú Tâm hay là chú Tâm. Mẹ coi chừng Thảo nói Thảo. Cái đó, 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 đó. Ừ. Nó Thảo bữa bẩn luôn á. Ngủ sớm rồi, ngủ sớm. Hai chồng á. Ngủ sao? Sớm không? Sao đó rồi? Chết đó. Ừ, sao, sao? Đó? Hai chồng đám cưới đó. Ừ, đó, trong phòng đó muốn làm gì đó làm. Đó, cái nhà nó vợ Thịnh nó còn để khoảng dạ. Ừ. Đó nó ngủ đâu? Đó. Đó nó ngủ đâu? Ngủ chung phòng luôn. Ngủ chung luôn hả? Ừ. Nó ôm không? Có ôm không? Có ôm không? Đó, nhà đó hai chồng đám cưới bả đó. Ừ, vậy hả? Đám cưới chưa? Đó, đám cưới rồi đó. Có mời không? Mời không đi luôn. Ờ, mày nó cưới ngủ riêng mà nó ngủ chung đâu. Ngủ riêng mày mà ngủ riêng. Mày mà ngủ riêng. Tao biết mày quá hả? Tao biết mày quá. Ngủ với Nguyên á, ngủ trước nè. Co lắm. Em ngủ trước rồi, ngủ với Nguyên. Ba có nghe cục kịch bên đó không? Cục kịch ngủ mày mà ngủ riêng mới sợ à. Phải không? Mày ấy. Em nhớ bước ra xe thầy đi. Mày nghe chị ba nghe gục gẹt không? Nghe gục gẹt luôn á. Nghe luôn hả? Dốc quá rồi, không được rồi. Nhưng mà nó ngủ riêng. Em ngủ với Nguyên á. Đó ngủ nó ngủ mình. Biết mày mà, biết chị mà. Nhìn nhìn cái mặt biết rồi. Nhìn là biết chị rồi. Ngủ chung rồi đặt hả? Ngủ chung rồi đặt hả? Ừ. Nó ngủ riêng hả? Ngủ riêng hả? Chị ba nghe gục gẹt hả chị ba? Bước qua cái nhà bên cái phòng đó đó. Nghe sao? Nghe sao nói ai? Gục gẹt. Gục gẹt mà bò mà chị ngủ riêng hả? Mà thấy cái phòng nhúc nhích không? Thấy cái phòng nhúc nhích không? Cái lắc không? Cái phà lắc không? Lắc luôn á. Ôi ôi. Tôi biết bà mà. Trời ơi. Lâu nó lá tôi biết bà mà. Nhìn cái mặt là biết đúng không? Nhìn mặt là biết liền rồi. Ờ, vụ hả? Dám nói ngủ với Nguyên hả? Ngủ chung với Nguyên hả? Vụ sao hả? Sao? Vụ cao hả? Vụ cao. Vụ cao. Lúc mà đám cưới giờ làm ngủ ngoài không đó, đâu ngủ với gióc nào. Thôi thôi đi, nhìn mặt là biết rồi. Nhìn mặt là biết rồi. Chiều 5 giờ đóng cửa hả chị ba? Chiều hôm nay là vô nhà là hai chồng đóng cửa. Bữa đi ngủ sớm, vô phòng ngủ sớm. Bữa nào vậy vậy hả? Bữa nào cũng vậy á. Thức dậy cho chó ăn rồi mở cửa coi hai chồng bắt phim coi tới sáng luôn. Trời ơi, mà cái gan nhúc nhích hoài luôn. Muốn chèm luôn á. Chú bà này nào mình xuống ngang mà không chèm luôn á. Trời Thảo ơi là Thảo. Nhìn mặt là biết rồi. Nghe muốn chèm luôn mà nó dốc á. Có chèm không? Con hả? Ôi bị phát hiện trên. Vụ con hả? Ngồi lo, ngồi lo. Lo sao? Lo ngủ riêng không? Có đầu. Lo ngủ riêng không? Hai chồng ta cưới rồi bà ơi. Nhưng mà ngủ riêng ngủ chung. Nó nói ngủ riêng kìa. Hai chồng ta cưới rồi. Rồi. Nhưng mà ngủ riêng ngủ chung. Ngủ riêng bây giờ phải phim. Lo ngủ riêng ngủ chung như thường á. Hai chồng ta đám cưới kìa không thấy hay vậy. Mà ngủ riêng ngủ chung. Ngủ chung á. Ngủ hai chồng ta tám kìa không thấy hay vậy. Lo nói ngủ riêng. Lo nói ngủ riêng kìa. Lo nói ngủ riêng. Ngủ riêng. Ờ vụ hả? Biết hết trơn. Đó, nó mình còn gãi kìa. Ừ. Nhưng mà lo nói là ngủ chung. Ngủ riêng ngủ chung nè. Em ngủ riêng mà đâu ngủ chung. Ai à? Ngủ riêng đi quay phim mà. Đâu ngủ riêng mà. Mấy đứa chồng lâu mấy đứa chồng rồi chứ ba. Thôi mấy đứa chồng hả? Không biết luôn. Bỏ nó, bỏ nó mấy đời. Bỏ nó mấy đời đó nhớ không? Bỏ nó lo nói mấy đời nha chị ba nhớ không? Ba đời. Ba đời. Ba đời chồng chứ lo. Ba đời chồng, bốn con. Mấy đứa chồng? Bốn đứa con. Bảo nó sáu đời chồng không mà. Bảo nó sáu đời chồng nha nhớ không? Bốn đứa. Mà mấy đời chồng? Mấy đời chồng? Mấy đời? Ba đời chồng. Ba đời chồng. Sáu đứa con. Sáu đứa. Ông nội ơi, để quá trời luôn á. Mẹ giữ rồi lo. Để dành nuôi anh ơi. Dành nuôi để dành nhờ quay phim. Sáu. Sáu đứa con. Trời ơi, cái bả. Bốn đứa nữa. Là nhiêu đứa? Là nhỏ là con gái á. Quá, mẹ quá đẹp. Quá trời luôn rồi. Mẹ quá trời luôn rồi. Thôi tôi sợ đẻ quá. Tôi sợ quá chú Nhiệm ơi. Cứ đẻ đi. Đứng đi. Bây giờ đẻ đẻ nữa không? Rồi là thăm tính đẻ nữa không? Đẻ sao ạ? Được rồi chú Nhiệm ơi. Sợ lắm hả? Sợ quá. Sao vậy? Đau quá hả? Bé sợ không có người nuôi á. À, không có người nuôi cho mày đau hả? Thôi thôi thôi, thôi. Đuổi đi đây chị. Đẻ đây chị nuôi cho chị kìa. Chị lo chị không chồng hả? Lo chị không chồng, lo con.
lo chị không xong lo con. Chị cứ niệm niệm luôn. Thôi ơi, thôi. Cứ vậy em ta còn con còn cháu nữa ông. Ờ con rồi. Niệm lớn rồi. Chúng ta còn chồng nữa. Còn chồng nữa hả? Chúng ta còn vợ nữa ba. Ba ơi. Còn lại ba. Còn lại ba. Chị là vợ của niệm nè. Ba nói. Dạ, giỡn với em không thấy hôm nay giỡn cho nhiều. Có tài không? Thấy không kìa. Đẻ chung đây chưa? Đẻ luôn đi. Trời trời giỡn kìa. Đẻ luôn đi. Mẹ hung ra. Trời trời trời. Đẻ luôn đi. Rồi rồi rồi, sao vậy? Đẻ luôn đi. Hả? Đẻ luôn đi. Vậy là đẻ hả? Ừ, đẻ đi. Mai đẻ hả? Ừ, đẻ đi. Mai đẻ. Đẻ đi, gửi qua đây cho con vài đứa nuôi cho. Ồ, vậy là nuôi phải không? Đẻ đi con nuôi cho. Chết mồ rồi, vậy sao vậy ta? Mà chị ba làm gì ra tiền nuôi á? Làm gì? Đi mua chài nuôi ha. Để đi đưa nuôi cho. Rồi nuôi không nổi đưa ai? Nuôi không nổi nuôi lớn trả lại. Nuôi không nổi đưa lon cái gì? Nuôi không nổi đưa trả lại. À vậy ha. Nuôi lớn trả lại. Làm gì hỏi anh Cường ấy? Ôi là không hỏi anh Dũng tới. Dũng đẻ cho đẻ. Dũng đẻ cho đẻ hả? Ừ. Đẻ ai nuôi không nuôi nữa không nuôi cho nuôi xong. Lại. Nuôi xong trả lại. Bây giờ thanh đẻ đi chị nuôi nè. Rồi. Chưa đâu. Đẻ chưa tới số đẻ đâu vậy. Trời trời đẻ mà tới số hả? Chị mua nhà ở đây xong rồi cái thằng đẻ thì chưa tới giờ đẻ đâu vậy. Chừng nào mới lấy vợ á? Chịu không? Chừng nào con mới lấy vợ mới đẻ mới được chị ơi. Không thanh đẻ đi chị nuôi bây giờ mà. Chưa lấy đâu. Bây giờ chưa tới tuổi. Chừng nào mới đẻ? Giờ chưa tới tuổi chú ơi. Mấy tuổi mày đẻ? Muốn từ trở lên. 4 tuổi chờ trở lên. 4 tuổi bác sĩ mới cho đẻ hả? À, đặt vòng rồi. Đặt vòng chưa? Đặt rồi. Mà mở đặt vòng hồi nào? Ai chở đi? Qua bên bác sĩ bên đặt vòng. Đặt cái gì ở đâu? Đeo vô tay hay gì? Họ đeo vô bụng luôn. Đẻ tuần nó tháng. Giờ cái vòng ở đâu rồi? Hả? Cái vòng nó đi đâu rồi? Lấy ra luôn rồi. Thì sao hả? Đẻ đâu gì lấy ra? Để luôn bà bác sĩ là lấy ra luôn rồi. Thì lấy ra luôn. Đây luôn hả? Gông kinh. Không, cái mấy xào qua mấy thuốc rồi uống hết. Lấy trời gông kinh gánh dần. Đúng rồi, hết rồi. Hết rồi, cái bữa té đó. Té gà là hơi. Cái bữa té cái ngộ gà nữa. Mà đi khám thì tôi té gà nữa. Có em khám rồi, dẫn đi siêu âm luôn. Siêu âm bên bác sĩ. Chị không thang hàng đây nè. Xong rồi, chuẩn bị về. Bên bác sĩ đây nè. Chị hỏi, chị hỏi kìa chị bà. Chị lấy chú Nhiệm được không? Cái chị chú Nhiệm không cưới được. Không biết, cái đó chị không biết. Hỏi ý hỏi kiến chị thử rồi biết không á. Chị hỏi không? Không biết cái đó của chị. Cầm vợ chú Nhiệm được không? Của chị biết kìa. Được không á? Chị chú Nhiệm không cưới, mời thêm đi. Đi dọc. Làm cô dâu phụ luôn. Đi dọc. Mặc sau đây luôn. Chịu không? Thấy chị này được không? Đi dọc. Tại sao không đi? Đồ đẹp nè, trang điểm đẹp nè. Đi không? Đi không? Xong đi chị. Mới cỡ. Vô gã cậu ba cho chị này đi, chịu không? Không. Dễ gì? Cậu ba là số 1. Cậu ba là số 1. Rồi chồng tôi số 1 nha. Vậy ba số gì? Rồi. Ba số 9 luôn. Chị vàng 3 số 9 đó. Chị Dũng là cục vàng 3 số 9 hả? Dũng là cục chi? Còn tiền 3 số mấy? 3 số 3. 3 số 3. Bia. Bia. Ừ. Bia số 3. Bia gì? 33. Bia gì đó? Bia 3. Cái thai gì? Thầy G. 3G. Bà G. Gần đi 3G. Đâu phải mình đi đám, đâu phải đi 3G. Đi tạp gì đói rồi. Đói chưa? Đói rồi. Điện thợ đi, vô nhóm ăn không? Không, nó có đồ thun mà bón bó hay nó thương lắm. Chịu lo, điện ghét ra, ngăn chở mình chẳng. Để em đi. Thôi đâu ra thôi ơi. Đâu ra. Vậy hả? Nói chị ba chù xong rồi, điện kia nó đừng ra rồi. Thì bên điện coi nó ra thì không ra thôi. Ừ, không ra thôi. Alo. Thôi đâu? Ra không? Người thợ không ra. Bụng của em bé sao bự dữ vậy? Có thằng cha cháu cái gì rồi? Đi đang đi trốn à? Đi đâu? Đi ăn đi đói bụng bắn. Đói bụng hả? Không có gì. Có gì không? Điện rồi. Không có đi. Bye bye đi. Đi đói rồi chú ơi.
Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Ăn trái cây. Bye bye cô chú đi sức khỏe. Nè, bye bye chú nè. Bye bye đi, bye bye. Bye bye. Không, đâu. Đi gió coi. Đi gió. Bye bye đi, bye bye đi. Rồi rồi mới tiếp tục ăn. Bye bye. Bye bye. Đi ăn đi đói rồi. Rồi đi chồng ăn đi đói rồi. Ăn cái cây. Mấy phút luôn à.